không có công nghệ phục hồi môi trường sau khi khai thác khoáng sản là nguyên nhân hàng đầu gây ô nhiễm môi trường tại nhiều vùng mỏ ở nước ta. Để khắc phục tình trạng này, ngày hôm nay, 171 doanh nghiệp từ 22 quốc gia trên thế giới đã đến Việt Nam tham dự triển lãm công nghệ khai khoáng và phục hồi tài nguyên do Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức. Với sự tham gia của 171 doanh nghiệp đến từ 22 quốc gia trên thế giới như Australia, Cộng hòa Séc, Đức, Nga, Singapore, Trung Quốc, các sản phẩm được trưng bày gồm các thiết bị, máy móc, công nghệ dịch vụ phục vụ cho các hoạt động khai thác khoáng sản và phục hồi môi trường. Các sản phẩm được trưng bày theo lĩnh vực trên diện tích 4.000 m2 và khu vực ngoài trời, gồm các thiết bị, máy móc, công nghệ dịch vụ phục vụ cho các hoạt động khai thác khoáng sản. Triển lãm là diễn đàn quan trọng cho chuyên gia và các doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý trong ngành cập nhật những xu hướng mới để nâng cao năng suất và cải thiện môi trường khoáng sản tại Việt Nam. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2016.